chào anh chị, em tên là Nguyễn Tuyền Kha và user của em là 62980 và hiện tại em đang làm ở bộ phận tư vấn của Thế Giới Động Rừng D2. Và hôm nay em xin trình bày về chủ đề đó là vai trò của người quản lý trong bối cảnh hiện nay là gì và đứng ở vị trí là một người quản lý em sẽ có những hành động như thế nào để phát triển siêu thị. Thì cũng như anh chị đã biết, người quản lý đóng một vai trò rất quan trọng của siêu thị. Thứ nhất đó là phải thống nhất ý kiến và đoàn kết mọi người trong siêu thị. Thứ hai đó là định hướng cho sự phát triển của siêu thị để tăng trưởng doanh thu. Và thứ ba đó là phải tạo ra một môi trường, một sân chơi để giúp nhân viên thứ nhất có thể hoàn thiện được bản thân của mình, và thứ hai đó là có thể phát triển trên con đường sự nghiệp. Và để làm được những điều đó thì bản thân chúng ta cần phải có những hành động. Thứ nhất đó là phải training kiến thức sản phẩm cho nhân viên. Thứ hai đó là hướng dẫn các bạn nhân viên cách giao tiếp để có thể phục vụ khách hàng một cách nhiệt tình nhất. Và thứ ba đó là khai thác lượt khách vào siêu thị để có thể tăng trưởng doanh thu thông qua cách như ví dụ giống như là trao thông tin trực tiếp cho khách hàng, truyền thông khách hàng qua trang mạng xã hội để giúp khách hàng có thể biết được về các chương trình khuyến mại giảm sốc lực của siêu thị. Và thứ ba về hàng hóa thì phải luôn 100% đủ tồn kho để khi khách hàng bước vào siêu thị thì mình sẽ có hàng hóa để bán ngay cho khách hàng để khách hàng không phải chờ đợi lâu. Và em tin rằng nếu mà em được làm quản lý, em tin rằng em có thể thực hiện được tất cả những điều trên, trở thành một người quản lý máu lửa, nhiệt huyết và làm đúng thiết kế mà công ty đặt ra. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe bài chia sẻ của em.